nó gần gần đi, 3 tiếng mấy. Hôm nay là chân đi được rồi nha. Là nhớ thực hiện liền cái lời hứa của mình. Cái buồn đó cho bà ở nhà. Bà nói là nhà của bà muốn sập. Cái nhà là cái duy nhất để cho ba trú thân, để cho ba khỏi sợ mưa gió dột này kia. Thì cái gì làm lớn lên mấy lầu để không làm nổi. Chứ còn mà có thể sửa lại cho ba khỏi bị sập, dạ, khỏi bị dột này kia thì anh có thể làm được. Nhà đây ha. Chào ông ngoại. Chào chú Đào Kinh Hưng ạ. Mà em đang ngon làm vậy. Dạ, như mọi người thấy rồi đó, Hưng đi khảo sát xuống tận nơi luôn. Đường công nhận hơi xấu thiệt. Dốc xuống rất là sâu luôn, phía trước rất là nhiều cây dại, rồi rác rưới, rồi những cái gần như là nó hoang tàn lắm luôn á. Đi vào trong tí xíu rồi còn gặp gành nữa. Chú cha ơi, đường đi lót đỡ ba gạch tàu thôi, tại vì xung quanh người ta ở chứ rất là cao, còn riêng nhà chú Quang thì rất thấp luôn, cỏ chừng tới 2 mét đó. Hello, có vẻ là chú nhìn thấy được cái sự quan tâm của xã hội, là của một số những mạnh thường quân khác cho con mình và cho bản thân mình nữa, thì chú bớt cái sự hoang mang ngay từ lúc đầu đi rồi. Một mình ông với lại một đứa cháu vậy rất là đáng phải lo chứ. Thực sự không biết báu víu vào đâu hết trơn á, để mà có thể mà lo lắng cho đời sống bản thân mình và cho cháu mình nữa. Mà con nhớ mẹ không? Putin thì lớn hơn, lớn so với ổng trước đây thôi, chứ còn ở 7 tuổi mà Sài Gòn vậy là gọi là đẹp đó. Cháu đây là cũng như gửi cho người bà con những người cũng như hoàn cảnh mình nó khó khăn vậy đó, rồi không có nuôi dưỡng được, gửi cho nó đi học. Còn cái nhà này là đất của mình luôn hay sao? Đất của mình, cất cái nhà cũng mấy chục năm rồi, cho nên nó mưa hư nó mục ra, dở ra hết rồi. Trời mưa cái nó ngập luôn. Con hiểu rồi. Xung quanh người ta cao hơn á. Cái nhà cũng như mọi người thấy rồi đó. Lúc đầu nó dài lắm, xong nó hư riết rồi nó dập từ từ. Họ phải tháo dỡ bên phía sau ra, chú dỡ ra sau để chừa lại còn chút xíu trước chừng 3 mét mấy, 4 mét là nhiều. Che tạm tôn này kia là chứ không có làm được cái gì hết trơn. Cũng có cài cửa khóa gì hết trơn, có gì đâu mất rồi. Nên là rất đáng thương luôn, rất đáng thương. Ok, bây giờ con xuống đây. Đó, như là thực hiện đúng ước mơ của dân là sửa lại nhà chú. Không có bị dột, không bị sợ tôn vậy nữa. Chắc xây tường đàng hoàng cho nó mát. Có phòng ốc riêng tư, rồi có gạch thẳng thớm đàng hoàng. Chứ lớn tuổi giờ đi, mấy cái dập gạch này nó dấp một cái là trời ơi, không ai cứu, không có bà nào bên cạnh hết trơn á. Lót gạch, lót đồ đàng hoàng cho chú. Cửa nẻo rồi gió mái nó không có thổi vô nhiều rồi nha. Ổn á. Lúc đầu Hưng nghĩ là nó đơn giản, thấy cái nhà thôi đó, mình chỉ sửa cái nhà thôi, nhưng mà tới nơi mới thấy được thực tế là cái đường đi xuống nó dốc và cần rất nhiều đất để đổ cái nền nó cho nó bằng á, và nhân công rồi cũng nhiều lắm. Sắp sửa vô tới mùa mưa tới nơi bây giờ đó, mà mưa tới thì mọi người biết rồi, xây tới đâu là phải chờ đợi, không hết mưa mới làm tiếp được. Cho nên là Hưng dự đoán cái chỗ này nếu mà bằng phẳng như mọi người trên này nha, nền và nhà xong hết chừng 300-400 á, thì hơn gì đó 300-400 triệu á, tại vì sau đó còn cải tạo lại rồi cây cối cho ra hồn. Và Hưng sẽ dùng tiền hát của Hưng, rồi tiền doanh thu tiết từ trong cái live show Ngày Em Thắp Sao Trời đó, để có thể nhanh chóng xây và sửa lại cái nhà cho chú. Đó là bằng tiền hát của Hưng 100%, chứ không có kêu gọi, không có chào mời ai gì hết. Là tôi phải hát coi rất nhiều show. Rất nhiều show, xong rồi trích ra từ từ để dành làm từ từ, rồi chuyển tiền xuống cho các thợ mà Hưng tin tưởng để họ có thể làm được ngôi nhà cho chú. Hưng đã hứa rồi thì sẽ làm được bằng hết khả năng của mình. Có thể là sẽ có những người bạn của Hưng sẽ đồng hành cùng với mình
để có thể mang lại cho chú một cái ngôi nhà không mưa, không gió, không nắng, không bị dột, và có thể ở yên, ngủ ngon với cái tuổi già như thế này. Đó là khả năng cao nhất mà mình có thể làm được thôi. Hưng cũng tính nhiều cái phương án lắm luôn á. Thì mọi người hãy đón xem cái hành trình tôi Hưng sẽ hô biến cái nơi này sẽ thành một cái giấc mơ đẹp của ít nhất là của bé Vân và chú Quang, để cho họ có một cái nơi có thể sau này có thể về ở bên nhau được. Chỉ vậy thôi. Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ hai Hưng xuống ở đây. Hello. Để bắt đầu chính thức là đây, lễ khởi công xây dựng nhà tình thương. Yeah. Nha, làm lại cái này này thành thế này. Đá, cát, xi măng này đều chuẩn bị sẵn rồi đó. Hôm bữa là xuống khảo sát rồi, ngày hôm nay là xuống khởi công luôn. Cùng với lại một đơn vị thi công cho mình, đơn vị của Hưng Thịnh, đội nhôm Sifa. Xuống tới nơi là đầy đủ hết trơn luôn. Có đồ cúng, rồi có gạch đá đổ sẵn hết trơn rồi, mấy em nó rất là chu đáo, chu toàn. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, cũng là do ông chủ này chọn ngày luôn nha. Ông chủ này là đứng mũi chịu sào ở đây giùm Hưng, rất là may mắn luôn. Lúc đầu Hưng định bưng cả một cái ekip từ Sài Gòn xuống, cuối cùng là do bà con ở đây nè chụp hình xong quay clip đưa lên lúc mà Hưng đi xuống đó. Thế là em tự chủ động liên hệ trên fanpage. Chàng trai trẻ rất là tốt bụng, không phải làm việc này không đâu, làm nhiều lắm rồi đó. Nâng cái này nâng rất là nhiều tiền. Dạ, nâng cao lên lắm. Nâng lên cao dữ lắm. Phải dùng nhiều cách khác nhau, từ các gạch mua bên ngoài rồi cộng với đất dưới sông móc lên nữa. Trước tiên anh cảm ơn em thật nhiều nha. Dạ. Cái team rất là tuyệt vời. Dạ. Cảm ơn anh em ekip nữa. Dạ, cảm ơn. Nha, anh rất là vui, hạnh phúc lắm luôn khi có tụi em hỗ trợ. Con tính toán như thế này, tại vì chú ở có một mình thôi, mà đất thì quá dài nhưng mà nó hơi hẹp, thì mình chừa lại 15 mét. Ngoài cái lộ giới xong mình chừa lại thêm nữa 15 mét để làm gì? Nếu như mà có ai muốn mua thì mình bán cái phần đó, chú bán phần đó để chú có một cái số tiền chú dưỡng già. Còn nếu mà không mua được nữa, chú cũng có chỗ để sau này chú cho thuê để mở quán cà phê hay gì bán. Mà không thuê được thì mình chú tự bán luôn, hoặc là cô dân có về đó thì cổ cũng có một cơ sở, có nơi để làm ăn, mở quán, mở xá, bán hàng ăn, hủ tiếu, cơm tấm hay cái gì cũng được. Tại vì cái nền nhà chú bị sụp xuống rất là sâu, khi mà tính ra như vậy là nó sẽ đội lên thêm tiền nữa chứ phải không đâu. Nhưng mà vẫn phải tính đã một lần làm cho xong luôn cho rồi. May quá là tính được chỗ để chú ở luôn, không phải thuê nhà hay là ở nhà người khác, là cố gắng trong nhanh nhất. Vì rằng là chú ở một mình thôi, xây nền thì chắc chắn là tường là làm nhà tiền chế là nhanh nhất cho nó kịp mùa mưa, chứ không thôi mà xây lên là trời ơi tùm lum tà la. Tại vì xây lên là sẽ chắc chắn là sẽ thấm và sẽ nứt, thời gian nào cũng vậy hết. Còn nhà tiền chế làm khung sắt và lót nhôm, tức là rất nhiều cái nhà đẹp mà nó vừa cái khả năng của Hưng và có bạn bè của Hưng đi cùng nữa, cho nên là cái đó là cách nhanh nhất luôn cho chú luôn, thuận tiện vô cùng. Các bạn xây dựng bên này sẽ quay hình, chụp hình tiến độ mỗi ngày, làm cái gì ra sao phải gửi về Hưng hết. Khi nào gần xong đó là Hưng sẽ xuống, và khi hoàn thành Hưng xuống một lần nữa để mà bàn giao nhà cho chú đó, và sẽ quay clip để gửi vô cho dân, đi vô thăm dân cho nó coi đó. Mình hứa với em nó cái gì thì mình làm cho đúng như vậy. Hưng dự kiến này là lâu nhất là một tháng, còn nhanh nhất là 20 ngày là sẽ xong cái toàn bộ cái ngôi nhà này. Hy vọng là sẽ đúng vậy trước mùa mưa. Người đàn bà dễ thương của con qua đây. Qua đây cô Nguyệt. Đây nha. Trời ơi, bây giờ biết mặt luôn đó. Cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ có anh lên đó, có cái gì đó. Là ba năm mộ của anh á, cũng lên đây thăm em thường lắm. Vậy luôn hả? Vậy ngoài Bình Chánh vậy đó, gì đó là vậy là ba năm mộ của anh. Vậy tên là Nguyệt mà sáu mấy tuổi rồi. Lên chủ động kiếm thăm em hả? Đi xuống nhà kiếm ba em rồi đăng ký tên vô sổ lên đây thăm em. Yeah. Fan của Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng mà là coi cái clip đi thăm trên tù đó, xong rồi cái gì tự động đi mò xuống đây
phải mượn sổ của ba thì mới được đi vô trong đó đăng ký thăm nuôi. Và 4 năm liên tiếp luôn, kể cả dịch rồi chăm sóc gửi tiền. Cái này là con á chứ ta có gì đâu. Con làm cái clip này sao cảm nhận có người đi thăm? Dạ chắc vậy à, thì đó là cái cách lan tỏa. Cảm ơn cô thật là nhiều chứ. Cảm ơn con. À mình đúng. Mình nhà Thương, nằm nhà Thương nữa. Chết năm ngoái rồi nè mà sống lại nè. Nhà Thương kêu đem về làm đám ma chứ con tưởng. Trời ơi, may mắn quá, lạy Chúa, cảm ơn trời Phật. Đó chắc là ơn phước cô đã làm đó, cuối cùng là cô đã qua căn bệnh luôn. Hồi trước đây, căn nhà cũ này là tôi làm ở là từ năm 95. Vợ thì bị tai nạn giao thông, rồi con thì này kia, thì cho nên là qua nhiều cái biến cố khó khăn, căn nhà nó bị bục mọt là nó hư hết. Rất là may mắn là cơ duyên là gặp được Đàm Vĩnh Hưng. Tôi rất là vui mừng, không còn cái cảnh mà mưa tạt gió lùa này nè, dột cũng như là mua gỗ rồi cắt lên nhà tạm lại đây. Không có nghĩ được là đến làm cái nhà đàng hoàng. Lần nữa Hưng muốn cảm ơn đến tất cả những người quan tâm. Cửa Nhôm Sinh Pha Hưng Thịnh ở tại Vĩnh Hưng đã hỗ trợ Hưng rất nhiều luôn, kể cả nhân công nè, rồi tặng cửa nè, cái khung sườn, rồi tất cả mọi thứ khác là Hưng phải lo. Đổ nền, đổ đất này Hưng phải lo, tất cả lo hết. Một số người anh em, bạn bè của Tiến có cho tủ gạch băng rê nè, cho giường, cho này cho kia. Thì có được cái gì hay cái đó, còn phần lại là của Hưng. Và Hưng có những người bạn đồng hành với mình nữa. Và Hưng rất cảm ơn những người bạn đó đã tin tưởng theo Hưng. Lúc đầu là Hưng dùng bằng tiền của Hưng đi không á. Chắc chắn 100% là tiền hát của Hưng thôi. Hưng trích từ cái tiền live show của mình, live show sắp sửa làm nè. Là Hưng 100% luôn, lúc đầu chưa nghĩ là sẽ cậy nhờ ai cả. Mọi người nếu mà có ủng hộ nha, cách ủng hộ duy nhất là chỉ đi xem show của Hưng thôi. Là Hưng tự có cái nguồn thu nhập trong đó rồi đó. Hưng sẽ trích ra đó, chứ không có làm phiền mọi người. Chứ không có kêu gọi ai đóng góp gì, không có nha. Tuyệt đối không có. Những người bạn chí thân chí cốt với Hưng, anh em ruột rà đó, là chơi với Hưng, hiểu Hưng thì rất muốn đồng hành, họ cũng muốn tạo phước cho con họ. Thì mình cũng không có cản cái phước đó được. Đó, mình phải chia sẻ bớt ra. Hưng cũng chọn lọc kỹ lắm, không có nhận nhiều đó. Cũng không cái này không quá ghê gớm đó, không phải lên tới tiền tỷ gì mà phải làm như vậy. Trong khả năng Hưng có thể làm được, Hưng trích từ trong cái show hát của mình ra, live show Ngàn Thắp Sao Trời. Hưng sẽ thắp sao trời lên trên nhà của chú Quang trong một tháng nữa. Chào ha. Đi. Cái này mà đắp được hai bên này nữa là ngon. Vậy hết trơn rồi chứ, anh nhớ không? Cây cối rồi tùm lum tà la hết. Hết thì đắp hai bên nữa. Ở đây là lo làm cái nè, thấy không? Vô nè. Còn mèo bóp méo đó, rồi nó trước rồi. Đây là ông chủ nhà. Hello Tiên. Đó. Bây giờ mọi người quay lại nha. Ở trời ơi, đây là ông chủ xây nhà. Đây là ông chủ thầu xây nhà. Ông rất dễ thương. Thầu xây đâu quá. Chúc bà. Cô giáo đâu, cô giáo đâu. Rồi đây. Đó, mọi người nhìn thấy ngôi nhà chưa? Lo lành. Đó, đẹp không? Chú thích không? Chú vui không vậy? Vui lắm mà. Đi. Đó, ngôi nhà khác rồi, yên tâm ha. Không sợ nắng, sợ mưa, sợ lũng lỗ, sợ dột gì hết trơn á. Tất cả đều nhờ ông xây dựng của chàng trai này. Cửa hàng Sinh Pha Vĩnh Hưng. Cảm ơn em trai nhiều nha, cảm ơn các anh em nữa, tất cả các bạn cộng sự nhân công đã ngày đêm đổ đá đổ đất để lắp mo dưới lên nha mọi người. Xong đổ này trong quá trình cũng bị lớn luôn á. Trời dân này chắc nó vui lắm á. Chú lên đây. Dân nó nói ra, nó nói cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng nhiều dữ lắm á, kỳ rồi. Cô chú thăm nó đó. À vậy hả? Mừng quá thì mừng luôn, nó bắt đầu ra. Trong ngày thì mừng quá. Trước tiên là chào đón cả hết các bạn. Trong đó đặc biệt là Đàm Vĩnh Hưng.
Bây giờ đi coi thử quan sát nhà xíu nha. Đó, thấy là xịn sò chưa? Còn thời là khác hẳn luôn rồi. Đầm Vĩnh Hưng tới bà cười đó, nhờ Đầm Vĩnh Hưng bà có nhà. Có phòng riêng nha, cần phòng riêng của chú Quang nha. Ông quá tài. Thế là sao nó không chú còn gắn được là lúc ông về á, là sao ông ra tiền? Ông trả. Thôi chú Quang cầm cầm cái lạnh đâu về là quá vui rồi. Đó, quá tủ lạnh nha, quá xịn rồi nha. Bếp người ta tặng luôn hả chưa? Bếp công nhận ông thợ này khéo tay á. Quá xịn rồi chứ. Ra tới nhà tắm nước nè, theo nữa. Ở này hay. Đó. Bán giá là cái hố đó mọi người. Là con có cái hố này nha. Yeah. Chứ là bằng thẳng nhớ mọi người cái đường đi ra chuồng chuồng heo, chuồng gà đó. Chuồng heo đó. Không thích cái chuồng heo đây ông kêu giữ lại. Để nó cảm luôn. Đó. Nhưng mà phải moi đất từ đó lên làm cả phía trước. Đúng rồi. Chi phí. Này phải móc đó. Có nhà vệ sinh sạch sẽ nó làm luôn nha. Ôi, có giòi nước tắm luôn, nước con ca gáo gáo. Dội nước trước nữa. Đây cái nhà vệ sinh này. Cái là nước tràn ra liền nha. Này đầy đủ hết luôn mà còn nước luôn. Còn nước là canh nữa. Đó cái ao giờ chú mua nuôi cá nuôi gì nuôi đi nè. Cá nuôi cá luôn được. Tính không đâu đó chân á. Giờ có cái lỗ để nuôi cá luôn nè. Đó. Nước trường heo thì vào bên kia có cái đường đi nữa. Cái ao này thì gọn quá, nhà gọn hay tư sạch sẽ ăn, cái nhà tắm khéo nữa. Ai cho gì nuôi đó, ai cho gà nuôi gà, cho vịt con heo nuôi heo, đó để dành lời kiếm sống bán trứng bán gà. Đứng dậy thứ là quá. Rồi, nhìn chân cái đi ha. Đây là chú. Chú mẹ nó hoài mà nó có gì nó đâu mà dắt nó những mẹ nó không đỡ lắm. Rồi, đưa chú chưa thủ. Rồi ha. Vừa ha, cái nhà vừa. Ôi, được đặt cái bàn luôn hả? Ông chủ. Dạ. Trời ơi, ông chủ đặt cái bàn luôn. Trời ơi, đây có món quà của một người bạn. Chị có luôn nè. Bạn ơi, ông chủ ơi, chú Quang. Liên. Dạ. Liên qua đây tặng nè. Thôi, tính như tặng cái nhà nào đây đó. Rồi. Lấy đồng hồ. Phòng mở luôn nha. Ồ, trời ơi. Cái đồng hồ. Chú coi nhà, coi giờ, cái nhà này kia nha. Ngồi xíu đi ha. Chú ơi, chú Quang ngồi đi, còn xíu thôi. Đứng đi chứ ngồi gì chạy em. Ha, trời ơi, gặp lại bà đấy. Chẳng cổ. Nhỏ có bảo gì nè. Má sợ biết. À, chị đi đại. Có ai đi à, chị đi đại mới là chị đi ngủ nè mới hả? Đây là cha nội. Cha nội. Cha nội. Này là con cha nội. Con cha nội. Cha con đâu? Dạ. Ba đồ con hả? À, ba đồ. Ba đồ con đi cầu à? Má nào quá. Biết cái trời. Sắp sửa về rồi. Nha. Dạ. Đó ba đi, nó nhặt xíu à, mới bò. Đi thăm ba của riêng không? Dạ con lâu rồi, con cũng đi thăm ba lâu rồi. Tết thì sao con? Chú Tết hay sao Tết? Lành qua. Sao Tết? À, sao Tết mình thăm ba hả? Tin, đi qua đây. Dạ, có thương gọi coi. Nói thôi là trai thôi là. Anh cũng biết, 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 biết. Trời ơi, chú mẹ, làm tóc tai. Hôm nay tôi còn mấy là Tin? Thứ ba luôn. Wow, trời ơi. Đâu, qua chào ông đó. Con đây, con đây. Hai tên gì ông? Con ta chào. Mạnh sao? Tên Lộc hả? Dạ. Đó là anh của cái này hả? Anh ruột luôn hả? Cái nội. Cái này là cái nội của người anh. Hai, cô là hàng số. Trai bên này là gì? Nó không đạ. Nó thấy giống như vậy.
Chị đâu Giang? Chị đang nuôi bé này hả? Chị lên bên nội hay bên nào, bên cô hay bên ngoài này, bên ngoại rồi. Thằng này ở với em này, còn em này ở với em này. Em là cái gì của dân với lại của chị đó. Chị đúng không? Chị là con gì? Chị là con người thứ hai, còn mẹ em Giang là thứ tư. Là cả em luôn. Dạ. Anh nói một câu để kết thúc. Hello mọi người ơi, cuối cùng là Hưng đã làm xong rồi nha. Hưng đã làm xong cùng với lại ông chủ của cửa hàng. Cửa khung nhôm cổ cho thiết kế xây dựng ở gần đây, rất gần luôn, rất may là có một người bạn hàng xóm chứ đang hình lên cái ổng liên lạc ở trong fanpage của mình á, cho nên là em muốn hỗ trợ, em hỗ trợ thiệt luôn, là giúp đỡ, là giảm giá, là tặng ghế, giường, tặng bếp, ôi trời ơi, là quá tài tặng luôn. Cảm ơn em, cho xã nha, cũng là của mình. Không, cái giờ đó của em là giúp cho em thực hiện được ước mơ của Vân. Cái nhà mình thấy là nó còn lại, nó nhà cũ ra sao bây giờ như này còn quá an toàn, có yên tâm luôn. Hưng cũng phải cảm ơn bạn bè của Hưng, những người thân thứ hai ba người thứ ba đã thấy Hưng làm vậy đó, nó cho em phần giới cho em chung vai gánh vác với đó, không có nói thêm một số là điều không muốn, tới vậy mà mình cũng không muốn là thức gì cái mong muốn của họ, đang chấp nhận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.